bán đây lâu chưa chị? Lâu rồi, 4 năm. 4 năm rồi. Mà thường em đi bữa tối cũng là ăn đồ, đồ đấy anh. Ăn giờ là vô. Ủa chị ở đây không? Cạnh đây không? Ở dưới đường Long Kỳ á. Ngày mình bán được nhiều không chị? Cái này mấy giờ? À, một buổi chiều này thôi đó phải không? Vậy là một buổi chiều là khoảng mấy giờ mình chọn ra chị? 1 giờ tới 5 giờ. Ủa chị, cái đó chưa có cà nữa phải không chị? Cà hai chục. Để chút xíu ớt đi. Dạ. Cay thì để lại. Cái này ăn cay ngon ngon vậy. Vậy là có nước mắm riêng đó hả chị? Nước mắm riêng rồi à, chứ không có mấy con cá. À dạ. Cho hai cô lên sóng luôn. Mở không leo không chua hả? Mở mày mở mở để cho leo, không có để được chua. Rồi có ớt không? Đầy đủ. Mở kia. Mở kia này nữa. Cái này có leo không hả? Ừ, có kia đầy đủ. Ngon cô ơi. Ngon. Ăn hai ổ mà cũng khi không ngán thì chứ ăn ổ cũng không ngán không. Ăn ổ hai người luôn ăn mình ăn. Đó không dạ. Chị? Ít thôi chị. Cô ăn một ổ là có này cũng đầy đủ rồi đó con. Không giao
hả? Hổ hả? Hổ hổ vậy? Hổ hổ giống gì luôn hả? Ngọn tươi hết luôn. Quen luôn vậy hả chị? Dạ. Đổi tiền. Được không anh? Được được không? Ớt hết luôn hả? Ớt năm mẫu luôn hả? Năm mẫu luôn rồi chị ơi. Ba ổ. Trong này em đi rồi. Cho tiền lớn nữa hả? Tiền lớn hả? Rồi nãy giờ đổi hai lần rồi đó.
mì đưa lên mạng luôn kìa. Nãy giờ ngồi quay hoài luôn, người ta la đó, người ta lên người ta mua, người ta la đó. Anh mua mấy ổ anh? Hai ổ. Vậy hả? Anh ớt nha. Dạ. Rồi, anh cũng ăn ớt rồi. Ớt cây mà. Không để chút mới ngon, em phải có chút. Mặc dù ăn cây không được nhưng mà cũng phải gán môi chút. Thank you.